Tập 28. Giọng cậu đã được đưa vào kho dữ liệu âm thanh thử nghiệm. Kho dữ liệu âm thanh thử nghiệm. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ghi lại hết những gì cậu nói, để cả thế giới này có thể nghe. Du Tiểu Thiên, cậu làm phát minh tốt nghiệp cho tôi, vì muốn tỏ tình với tôi à? Không phải. Tôi chỉ cảm thấy giọng của cậu rất hay. Tôi muốn phát minh ra thứ gì đó để ghi lại giọng nói của cậu. Bây giờ cái này mới chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu. Tôi hy vọng có thể phát minh ra một thứ lấy giọng nói. Có phải cậu nghe không rõ không? Tôi nói lại lần nữa. Tôi hy vọng có thể phát minh ra trí tuệ nhân tạo được thúc đẩy bởi nhận dạng giọng nói. Du Tiểu Thiên, mau nói anh thích em đi. Anh thích em. Vốn dĩ không có cái xe này. Không phải. Tòa nhà nào nhỉ? Bố, con về rồi đây. Bố ơi. Nhỏ tiếng thôi em. Nhỏ chú ngủ rồi sao? Mệt quá. Chú không ở trong phòng, vậy em gọi điện cho bố. Sao bố em không nghe điện thoại chứ? Đã hơn 10 giờ tối rồi, bố đi đâu được? Có phải chú xuống lầu đi dạo không? Em đừng nóng ruột. Vậy để em gọi lại. Thôi, muộn thế này rồi, hai chúng ta xuống nhà tìm đi. Cẩm Tú Sơn Hà. Đã tìm hết những nơi bố em thường tới rồi. Bố em đi đâu được chứ? Bạn bè của bố đều nói là không thấy bố. Bố đi đâu rồi? Có chuyện gì thế? Lộc Hy, ở bên ngoài cũng không phát hiện ra có giấy nhớ hay gì cả. Không thể nào. Bình thường bố em sẽ để lại phòng khách hoặc là phòng bếp. Em đừng nóng vội, để anh tìm. Sao bố không nghe điện thoại? Nửa đêm rồi, bố đi đâu được chứ? Bố nghe điện thoại đi. Thư sa thải. Bố đi đâu rồi? Bố đi đâu rồi chứ? Thông báo cho nghỉ việc. Lộc Hy, em xem cái này đi. Ông đã phạm sai lầm nhiều lần trong công việc, nhớ sai tuyến đường và số lượng khách du lịch, bị phàn nàn nhiều lần. Vì vậy sa thải. Bố em bị đuổi việc rồi. Có chuyện gì vậy? Viện dưỡng lão gia đình tươi đẹp, bố không nói với em. Bệnh án. Chứng mất trí nhớ không liên tục.
Có thể chú bị bệnh rồi. Alo, xin chào. Xin chào, xin hỏi cô là người nhà của Du Khoái phải không? Tôi là con gái ông ấy. Đây là đồn cảnh sát khu vực. Bây giờ bố cô đang ở chỗ chúng tôi. Cô mau đến đây đó ông ấy đi. Đồn cảnh sát. Tôi đến ngay, đến ngay. Tôi đến ngay. Nói chuyện tử tế với bố. Đi đi. Đây không phải là món đậu có gì lạ mà hồi nhỏ con thích ăn nhất sao? Bao nhiêu lần rồi mà bố vẫn tìm được cho con à? Quy tắc cũ, miếng đầu tiên bố đút cho con. Ngon lắm. Sao bố lại lạc đường chứ? Bố không gặp hàng xóm dưới lầu sao? Không hỏi xem nhà mình ở tòa nhà nào. Bố, sau này con sẽ viết một tấm thiệp nhỏ cho bố. Trên đó có số điện thoại của con và địa chỉ nhà mình. Điện thoại hết pin thì bố mượn điện thoại nhà người khác gọi, để con yên tâm, được không? Lão Du, hôm nay con không vui đâu. Sao bố lại lén tìm Diện Dũng Lãng? Bố không cần con gái ruột của mình nữa à? Bố không muốn chăm sóc con nữa sao? Sau này con muốn ăn mì lưỡi bò thì phải làm sao? Con đến Diện Dũng Lão tìm bố ư? Bố nỡ để con như vậy ư? Sau này ai sẽ đi dạo với bố? Chú đi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Chúng ta hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Bố đảm bảo sau này sẽ không ra ngoài nữa. Bố, không sao đâu. Sau này bố muốn ra ngoài bọn con sẽ đi với bố. Anh vừa hỏi bác sĩ Âu Dương rồi. Cô ấy nói cơ chế phát bệnh của bệnh này hiện vẫn chưa rõ ràng. Kết hợp giữa tình trạng bệnh của chú và kết quả xét nghiệm, có thể chẩn đoán là chứng mất trí nhớ không liên tục. Chú không nói với chúng ta, âm thầm liên lạc với Diện Dưỡng Lão là vì không muốn gây phiền phức cho em.
chú vừa mới phát bệnh, quá trình chữa trị vẫn còn rất dài. Yên tâm, anh sẽ ở bên em, chúng ta cùng chăm sóc chú. Được rồi. Mệt rồi phải không? Em nghĩ rồi, mấy năm nay em phải làm việc thật tốt. Em muốn tích đủ một số tiền để chuyên tâm ở bên bố, trước khi bố quên mất em. Em đó, cứ ở nhà chăm sóc tốt cho bố. Không phải còn có anh sao? Anh sẽ nuôi hai người. Anh còn không hiểu em sao? Em cũng hiểu bố em. Ông không muốn trở thành gánh nặng trong sự nghiệp của em, nên mới lén liên lạc với viện dưỡng lão. Cho nên em phải khởi nghiệp cùng anh. Bây giờ em không muốn bố vì bệnh tình của mình mà có bất cứ sự áy náy nào với em. Xem ra em trưởng thành thật rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến sửa lại studio. Bảo Tiểu Thiên thay em 2 ngày. Được. Đang thu âm. Thật ra ở đây em đã tha thứ cho anh mấy trăm lần, mấy ngàn lần rồi. Cô Lộc Hy. Vâng thưa anh. Vô cùng tuyệt vời. Đoạn này của chúng ta được rồi. Ông ấy cứ câu giờ. Đánh rồi không được đánh lại. Giữ vững nhé. Vất vả rồi. Chúng ta cùng đặt tên cho studio đi. Đặt tên. Đặt tên gì đây? Đặt tên là Hát Bạch Phối được không? Anh chị em đen đấy à? Không có. Đột nhiên anh nghĩ ra một cái tên. Chúng Thành. Ý nghĩa là chí dưỡng như tường thành. Sao hả? Cái này nghe cổ quá. Không hợp với phong cách của thanh niên hiện nay chút nào. Anh nghĩ thêm đi. Cố lên. Nam Hy.
Anh nghĩ ra rồi. Nam Hy, sao hả? Cái tên này có hàm ý gì? Lâm Nam, Lộc Hy, sao hả? Thế thì đặt tên là Du Lâm. Ngư Lâm. Khó thế mẹ cũng nghĩ ra được. Cái tên khó nghe thế. Nam Hy nghe tên như con gái vậy. Không được, còn hay hơn cái tên Ngư Lâm của em. Dù sao thì Ngư Lâm chính là hai chúng ta đó. Anh nghĩ thêm đi. Anh có thể nghĩ ra tên hay hơn. Cố lên, tiếp tục nghĩ đi nhé. Cố lên. Khó khăn lắm anh mới nghĩ được cái tên mà. Lai Bơ Xua. Cái gì mà Lai Bơ Xua? Tên của studio chúng ta. Anh xem, chúng ta có giống những người đuổi theo ánh sáng không? Tuy không có điểm đích, nhưng luôn ngập tràn hy vọng. Nghe ra thì rất có ý nghĩa đó. Đúng là hay hơn cái tên chúng thành. Vậy chúng ta quyết định thế đi. Lai Bơ Xua. Lai Bơ Xua. Cuối cùng thì studio của chúng ta đã hoàn thành rồi. Sau này chúng ta sẽ lập nghiệp phát triển và thành danh ở đây, để tất cả mọi người đều thấy được chúng ta. Vất vả rồi. Anh cũng vậy. Hôm nay đàm phán nghiệp vụ gì thế? Lồng tiếng hay đầu tư? Đầu tư. Mời Lâm Tổng. Tiểu Du, đi. Cố lên. Vào đi. Tiểu Lâm, Lý Tổng, đã lâu không gặp. Nào, cậu đã đến đây chắc phải có việc quan trọng. Xem ông nói kìa. Cô này là... Đây là... Là trợ lý của tôi, Tiểu Du. Chào Lý Tổng đi. Chào Lý Tổng. Chào cô. Sao tôi thấy cô hơi quen quen? Tôi có khuôn mặt phổ thông quá. Nào ngồi đi. Hay là anh ngồi phía sau với em. Anh là ông chủ, ngồi đi. Ra phía sau đợi anh. Sao hả? Dạo này bận lắm à? Vừa mới khởi đầu cho nên hơi mệt chút. Đúng rồi Tiểu Du. Tiểu Du, tài liệu đầu tư trong cặp. Được. Lý Tổng xin đợi một lát. Không vội. Anh nói xem, việc đầu tư hôm nay có cơ hội không? Thật ra không nói trước được. Nếu họ không đầu tư thì chúng ta chỉ có thể tự chiếu trên nền tảng thôi. Không sao. Cho dù thập ức Trường An chưa thể đưa ra thị trường ngay được, em cũng có thể nuôi gia đình. Lát nữa chúng ta đi đâu?
Studio lồng tiếng chim cánh cụt bắt đầu. Biểu hiện tốt nhé, trợ lý. Du tổng, Du tổng, đợi đã. Cô Lộc Hy, cô lồng tiếng rất tốt. Chúng ta cùng đàm phán về thời gian lồng tiếng nhé. Được, để tôi xem lịch trình sau đó. Được, Tiểu Lâm. Tiểu Lâm, lại đây. Anh làm trợ lý gì thế hả? Gọi anh bao nhiêu câu mà không nghe. Xin lỗi, dù đánh không nghe thấy. Điện thoại chỗ em mà. Ở trong túi em. Ngồi đi. Không sao, ngồi đi. Anh ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Lại đây ngồi đi, Tiểu Lâm. Ngồi đi. Cậu không phải là Lâm tổng của Phong Lăng sao? Sao bây giờ làm trợ lý rồi? Phải. Quá ra Tiểu Lâm nhà chúng ta nổi tiếng thế à? Làm trợ lý của tôi đúng là thiệt cho anh rồi. Sao thấy được? Tôi tình nguyện mà. Alo, xin chào. Xin chào, cậu là Du Tiểu Thiên phải không? Dân, là tôi. Anh là... Tôi ở công ty công nghệ tương lai Quang Công. Chúng tôi đã thấy phần giới thiệu phát minh của cậu trên Internet. Tôi muốn hỏi, cậu có hứng thú đưa nó ra thị trường không? Anh nói là... Đưa nó ra thị trường à? Đúng. Phát triển toàn diện và ứng dụng thương mại. Cậu có thể gia nhập về mảng kỹ thuật, tham gia vào toàn bộ quá trình. Bonus. Lớp học lồng tiếng, diễn viên lồng tiếng chuyển sang làm idol. Rất nhiều diễn viên lồng tiếng hiện nay đều chuyển hướng sang làm idol. Tôi không phản đối điều này. Hơn nữa tôi cảm thấy diễn viên lồng tiếng nên có cơ hội thể hiện bản thân. Trong vấn đề này, ở mảng phim hoạt hình, game, hai phương hướng này, tôi cảm thấy làm vậy khá là tốt. Nhưng nếu làm diễn viên lồng tiếng phim truyền hình thì tôi không khuyên các bạn làm vậy. Vì sao? Bởi vì việc lồng tiếng của chúng tôi xuất phát từ cái gốc hoàn thiện diễn xuất của diễn viên. Việc tuyên truyền bản thân một cách quá mức không phải là không tốt, mà sẽ khiến bạn sau này có dấu hiệu nhận biết riêng. Ví dụ như nghe giọng nói này là biết ngay bạn là ai. Nghe thấy giọng nói của bạn là biết bạn là ai. Vậy thì người khác xem phim làm sao được? Lồng tiếng là tốt sao? Bao gồm tất cả giọng nói của chúng ta đều như vậy. Gọi là mưa rơi thầm lặng, tưới mát cho đời. Bạn ngồi trong rạp chiếu phim, xem một bộ phim điện ảnh. Lúc này bạn quên mất là ai đang diễn. Bạn quên mất là lúc đó đang có âm nhạc hay không. Thứ mà âm thanh mang lại cho bạn cũng sẽ khiến bạn hòa mình vào bộ phim hơn. Lồng tiếng là phải hòa mình vào bộ phim, chứ không phải là thể hiện bản thân. Nhưng mà nếu là game và phim hoạt hình, tôi lại cảm thấy, bao gồm cả kịch truyền thanh, tôi đều cảm thấy là một diễn viên lồng tiếng là chủ thể của một diễn viên. Diễn viên đó có thể thể hiện bản thân, nhưng mà cũng đừng cố gắng thể hiện quá. Trong một bộ phim truyền hình như vậy, hình演员作为一个演员的一个主体，他可以去表达自己，但是不要在正式的一个片子当中去努力的去表达。